Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Vào lúc 12 giờ trưa, ngày thứ năm 30 tháng Giêng năm 2020, tức mùng 6 Tết, tại hội trường Silver Spring Presbyterian Church, Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland, VASA, tổ chức buổi họp mặt mừng tân niên 2020. Mở đầu là phần chào quốc kỳ Mỹ Việt và phúc mặc niệm. Ông Bùi Mạnh Hùng, Hội trưởng Hội VASA tuyên bố lý do và cảm ơn mọi người đến tham dự. Ông Nguyễn Nhân, Phó Chủ tịch Nội vụ giới thiệu về truyền thống Tết Việt Nam bằng song ngữ. Có khoảng 100 quan khách và hội viên đến tham dự. Phía quan khách Hoa Kỳ có bà Christina Poy, Giám đốc về Hành chánh, đồng thời trưởng ủy ban của Thống đốc đặc trách về các vấn đề của người dân Hoa Kỳ gốc Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương. Ông Sheriff Darren Polkin và Sheriff William Uy, cảnh sát quận Montgomery. Cô Sydney Malinkas, chuyên viên giáo dục cộng đồng, bảo vệ người cao niên. Ông Bruce Parker, rể của cộng đồng Việt Nam. Phía quan khách Việt Nam có ông chủ tịch cộng đồng Việt Nam Lý Thành Phi Bảo, ông Đoàn Hữu Định, chủ tịch Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và một số chủ tịch hội đoàn trong vùng. Kế tiếp, năm cụ cao niên trong hội với quốc phục lên trước bàn thờ tổ tiên để tế lễ. Sau đó, hội mừng tuổi thọ tất cả các quý cụ trong buổi họp mặt này. Cuối cùng là bữa cơm thân mật do hội VASA khoản đãi và thưởng thức một chương trình văn nghệ do một số anh chị em trong vùng giúp vui. Bữa tiệc chấm dứt vào lúc 2 giờ cùng ngày. Mọi người ra về, trong tay có một món quà lưu niệm do hội VASA tặng.